Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử nghiệm cho cá rồng quá bối ăn cá ba đuôi xem sao nha. Ok, để giờ mình thả ăn cá rồng cá ba đuôi vô sao. Ồ, quá nhanh. Rồi xem chậm cho nó ăn sao. Nên chuẩn bị đớp. Đớp. Khoảng 0.12 giây là nó đã ăn xong. Quá nhanh các bạn. Mà khi đây là mình quay chậm lại để anh em mình dễ nhìn, chứ nếu mà để tốc độ bình thường thì sẽ không thấy được. Nó quá nhanh, khoảng 0.12 giây. 0.12 giây thì nó đã đớp một con cá ba đuôi vào trong miệng rồi. Quá nhanh. Ok, đó, đó nếu mình quay cái dạng bình thường thì đó, trời, không thể nhìn được. Quá nhanh. Ok, sau khi ăn xong, hình như con cá ba đuôi này mình ra mình mua thì không có size nhỏ. Mình ráng cái kiếm cái con nhỏ nhất nhưng mà cũng vừa rồi, nhưng nó hơi to so với size của nó. Ồ, đang nó đang mâm các bạn, mâm 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 cho vậy, con cá bay ra tùm lum rồi. Đó. Rồi nuốt xong rồi. Nuốt xong mất tiêu rồi. Đó, đang lượn qua lượn lại. Con cá quá bối này để dưới ánh đèn, đúng mà nó nhìn khá là đẹp, vậy lên rất là ngầu. Chà. Ok, như ăn nuốt xong mất tiêu rồi. Không còn tí nào trong miệng, đã nuốt vô bụng rồi. Lượn qua lượn lại như nó đang tìm chuẩn bị ăn tiếp. Rồi để mình bắt một con khác mình thả vô xem để nó đớp xem sao. Chờ xíu nha, rồi mình bắt mình thả vô. Con cá rồng này mình có nuôi chung với một con cá thắt lát hoa, mà như sợ con thắt lát thì nó cứ im đứng im dưới không à. Ok, lượn qua lượn lại rồi. Lượn qua. Rồi mình chuẩn bị thả thêm một con cá ba đuôi tiếp để xem nó ăn sao nha nha anh em. Ok, chuẩn bị thả vô. Ồ, thả rồi, thấy dí dí theo, dí theo, dí theo. Wow, quá nhanh. Ồ, mình quay lại, mình quay chậm xem nó đớp sao và tốc độ như thế nào. Ồ, đang dí, đang dí. Chà, đang dí. Cá ba đuôi thì vẫn cứ bơi về phía trước, đang dí. À, bắt đầu há miệng ngọc. À, khi mình quay chậm lại mình đo thì khoảng tầm cũng đâu đó 0.12 giây. Thì cứ một lần nó há miệng nó đớp, kiểu như nó xác định được mục tiêu, nó đớp một phát thì khoảng tầm 0.12 giây là đã đớp xong một con cá rồi. Đớp xong mồi rồi đó anh em. Quá nhanh, với tốc độ này thì quá nhanh. Ngay cả đồ ăn mình bỏ miệng nhai cũng không có nhanh được như vậy luôn. Rồi anh em xem lại thêm lần nha, coi đớp sao nha. Chọn. Thì quá nhanh. Thao tác này thì nó đợt con cá thứ hai này nó đớp thẳng. Nó không có như con cá kia nó ghè qua, đớp từ giống như đớp bên trái, đớp bên phải, còn cái này đớp thẳng luôn. Trời, nhìn này, chò quá nhanh. Chò quá nhanh. Đối với tốc độ thường thì mình hầu như là không nhìn được luôn. Trời. Xong rồi, con cá ba đuôi này cũng hình như là cũng quá xa xíu, anh đang còn nhai nhai nhai, kiểu như đang nhai cho mềm con cá ra để nuốt vô, nó còn đang ngậm con cá trong miệng. Lượn qua lượn lại nhai nuốt. Nuốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn clip ngắn của mình nha. Nhớ theo dõi các clip tiếp theo của mình nha. Mình sẽ thử nghiệm cho nó ăn thêm những cái con vật khác trong đợt tới. Nhớ đón xem clip của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.